Mình chào các bạn. Hôm nay trời nắng lắm luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vô cái chanh của ông nội. Mình hái vài trái về làm nước. Xì mũ hết trơn. Để qua cây bên này. Ui da, nữa. Đây, cây này nhiều trái lắm luôn nè. Chua ở cái vàng mà không thấy luôn các bạn nè. Nó cắn mình muốn hồn nó chết chua mà không thấy nó đây luôn nè. Thank you.